Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục dạy cho các bạn sử dụng phần mềm Cartoon Animator để chúng ta có thể làm các phim hoạt hình ngắn hoặc là dài tùy theo cái nhu cầu của các bạn. Thì bài học hôm nay là mình giới thiệu các bạn là chúng ta tạo một khuôn mặt nhân vật sử dụng phần mềm mà chúng ta rigging bên trong. Thì đây là Cartoon Animator phiên bản 5. Phiên bản 5. Ở phiên bản này thì các bạn thấy là tôi chọn actor, chọn một nhân vật ví dụ như là cô này. Đó, cái hình đây chính là một cái hình nộm, người ta gọi là cái pop, và chúng ta hiểu đây là một nhân vật mẫu để chúng ta có thể dựa trên nhân vật này để tạo ra các nhân vật khác nhau. Thì để các bạn phóng to thu nhỏ, các bạn giữ phím Alt trên bàn phím, Alt đấy, đấy, phím Alt trên bàn phím, các bạn dùng chuột bánh xe để chúng ta lăn to nhỏ, hoặc là chúng ta có thể dùng cả hai chuột. À, cả hai phím chuột trái và chuột phải, button right left để chúng ta phóng to lên. Đó, các bạn. Thế thì cái phần mềm này nó có rất nhiều cái chức năng trong đây, rất nhiều chức năng trong đây. Thì tôi sẽ giới thiệu qua từng bài học. Bài học hôm nay là chúng ta sẽ xử lý cái người mẫu này. Đó. Chúng ta chọn composer là cái màn hình để chúng ta có thể xử lý. Thì các bạn nhìn thấy là trên đây là có ba cái con chuột, mỗi con chuột có một cái khác nhau, chức năng khác nhau. Ví dụ nút transform thì nó chọn ở đây, chúng ta có thể kéo transform để cho nó nhỏ lại, cái tóc nó dài quá ta cho nhỏ lại, hoặc là chúng ta cái tóc đằng trước này chúng ta cho ngắn lại. Chân form. Còn nút này là nút Spline, dùng để đưa các mẫu vào, đưa các mẫu vào. Nút đây là nút chỉnh xương, và nút đây của chúng ta là nút Link. Đó. Thế thì tôi đã để đây, tôi để đây. Các bạn nhìn thấy nhá. Khi để đây thì chúng ta có xương, bao gồm xương cơ thể và xương khuôn mặt. Đó. Bây giờ tôi sẽ sử dụng phần mềm để tạo nhân vật. Tôi dùng phương pháp là nếu như các bạn muốn cái nhân vật này nó sang Illustrator hoặc là Photoshop thì các bạn nhấp vào nút này. Nút này là sang Illustrator. Đó. Nút này là các bạn được một nhân vật sang Illustrator. Các bạn nhấp vào đây. Thì Illustrator các bạn sẽ xuất hiện cái bảng để cho chúng ta có thể vẽ. À, dưới đây là nhân vật mẫu. Nhân vật mẫu ở bên Illustrator của chúng ta thì chúng ta thấy là có rất nhiều bộ phận. Các bạn ấn F7, F7. Sau đó thì các bạn chọn Panel Option. À, các bạn chọn đây. Các bạn chọn cho nó cái nút Thumbnail to lên. À, các bạn chọn vào đây. OK. Thì phần này của các bạn sẽ to lên. Đấy. Các bạn to lên. À, đây là chúng ta sử dụng là khi ta chỉnh ở đây, mỗi lần một lần ghi thì cái nhân vật bên trong cái phần mềm Cartoon Animator này nó sẽ thay đổi. Nhưng tôi không chọn nó, tôi mở một cái file mới. Tôi vẽ một cái nhân vật mẫu ra. Ví dụ ở đây tôi chọn phần desktop, phần OD tôi thì có phần hoạt hình. Hoạt hình thì bây giờ tôi sẽ sử dụng là các nhân vật mẫu, nhân vật mẫu. Tôi chọn một cái đồ vật nào đó, nhân vật đây. Các bạn nhìn thấy là ở đây là các nhân vật mẫu. Tôi muốn xây dựng nó. Tôi muốn xây dựng nó bằng một cái nhân vật này.
paste vào đây. Đấy, các bạn nhìn nhé. Tôi cho nhỏ lại một chút. Đó. Sau các bạn ấn Ctrl 2, Ctrl và số 2. Đấy, để khóa cái nhân vật này. Sau đó các bạn chọn cho tôi một nút có tên là tóc. Đây là chúng ta chọn tóc hay còn gọi tiếng Anh gọi là hair. Bước tiếp theo các bạn vẽ cho tôi cái hình tóc này bằng cách các bạn ấn chọn cái nút pencil tool, phím tắt là N. Chúng ta vẽ dần như thế này. Rồi các bạn nhìn thấy tôi vẽ nha. Kiên trì theo dõi để chúng ta làm được một cái bộ tóc thật đẹp. Chỗ này là vết thương. Rồi tiếp tục tôi thì đến đây nó bị đứt đoạn, các bạn chọn hai cái này, các bạn chọn cái nút cho tôi, các bạn chọn cái nút A nhé, đấy, công cụ của A, tôi chọn nút này, thì tất cả toàn bộ là cái viền xung quanh của mái tóc được xuống. Bước tiếp theo tôi vẽ một cái vùng tóc để làm, ấn phím N để chúng ta làm tóc đằng sau. Cho tôi chọn mẫu. Bước tiếp theo các bạn lại tiếp tục bên này. Sau đó thì các bạn
bước tiếp theo bây giờ tôi vẽ tiếp cái phần bên trong lớp. Chúng ta sẽ theo dõi cho làm. Công việc rất đơn giản như vậy. Các bạn vẽ bên đây cho tôi. Bây giờ chúng ta sẽ thu nhỏ lại và ta sẽ chọn y và nút bút thử ta chọn đó. Bây giờ tôi đã được tóc đó. Các bạn chú ý ra đây, các bạn chú ý nha, rất là đẹp đúng không? Rồi đối với cái này chúng ta chọn Z-Color, ta chọn được sang được nhiều cái thứ khác nữa. Bạn nhìn tôi làm. Rồi, ok. Bây giờ tôi tiếp tục vẽ khuôn mặt. Phần tiếp theo các bạn vẽ cho tôi khuôn mặt. Tóc. Thank you.
thêm người ta vẽ. Rồi bây giờ các bạn nhìn tôi nha, điều chỉnh. Tôi chọn Artboard mang ghép này. Rồi thứ hai nữa là chúng ta cho mặt vào đây. Và cho Artboard vào. Trong bài ta chỉ cần vẽ một bên xong ta lật. Rồi. Bây giờ chúng ta đã xong. Phần tiếp theo tôi export. Export S. Rồi tôi chọn cho tôi thư mục vào đây. Tôi chọn thư mục vào đây là New. Chúng ta chọn vào đây. Sau đó các bạn chọn cái này. Từ 1 đến 9 chúng ta chọn. Từ số 2 đến số 9. Đó. Chọn. Các bạn chọn 300 dpi. Nhấp OK. Rồi bây giờ tôi mở cái này ra. Mở này ra thì các bạn nhớ chú ý cho tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ thay từng bộ phận một. Đấy, tôi thay mặt này. Vào đây, chọn vào đây, chọn nút này. Thay vào đây, tôi chọn nút đây. Thì các bạn chọn một nút Select. Các bạn chọn màn hình. Các bạn chọn Animator. Nhân vật.
Bây giờ các bạn đã xong được cái phần này thì chúng ta vào đây, chúng ta chọn vào đây setup. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây, chúng ta chọn phần này, các bạn chọn vào giữa. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn trang form các bạn. Tiếp theo các bạn chọn sang nút đây. Ngoài này chúng ta chuyển về đây. Còn đây chúng ta
xong rồi thì chúng ta trở về hình này. Các bạn nhìn thấy là chẳng hạn như là tôi cho vào nhân vật này. Chúng ta đã thay xong được cái khuôn mặt của một nhân vật hoạt hình. Thì hôm nay bài hôm nay tôi dạy đến đến đây, buổi sau thì tôi sẽ dạy cách thay quần áo. Đó, cách thay quần áo. Đây là chúng ta rồi, đến bây giờ chúng ta thử xem nhân vật này chuyển động như nào. Chẳng hạn như là bây giờ ta chọn animator, ta chọn top. Thank you các bạn đã quan tâm và theo dõi. Tôi xin trình bày xong cái nhân vật hoạt hình mà chúng ta thích thay cái mặt gì ta thay, thích thay quần áo gì ta thay để cho nó phù hợp với chúng ta. Bài học hôm nay đến đây là hết. Tôi xin trình bày với các bạn đến đây. Chúc các bạn một buổi vui vẻ và hãy like và đăng ký kênh cho tôi.